Ca sĩ Hồng Ngọc tình yêu viên mãn với chồng là chủ quán bar sau hôn nhân chóng vánh với Minh Nhiên. Được mệnh danh là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất tại Việt Nam cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, Hồng Ngọc được khán giả yêu thích qua nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi như Mắt Này Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên, v.v. Sau một thời gian dài cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ quyết định định cư tại Mỹ và lui về chăm sóc cuộc sống gia đình. Những thông tin cơ bản: tên khai sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1974, quê quán Bình Phước, Việt Nam. Nghề nghiệp chính ca sĩ, thể loại âm nhạc, nhạc trẻ, nhạc trữ tình, pop ballad. Năm bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996. Những ca khúc làm nên tên tuổi: Mắt Này Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên, Một Thoáng Hương Tình, Chuyện Thường Tình Thế Thôi. Album đã phát hành Tâm Hồn Tình Yêu năm 2000, Trái Tim Bé Bỏng năm 2003, Một Thoáng Hương Tình năm 2004. Con đường sự nghiệp âm nhạc: tuổi thơ gắn liền với âm nhạc. Sinh ra và lớn lên tại một thị xã nhỏ của tỉnh Bình Phước, Hồng Ngọc là người con thứ tư trong một gia đình có đến 5 anh chị em. Tuổi thơ gắn liền với những điệu hò, câu ca của người dân miền sông nước đã phần nào nuôi dưỡng lòng yêu mến nghệ thuật trong lòng cô bé Hồng Ngọc lúc bấy giờ. Bố của Hồng Ngọc là người gốc Ninh Bình, di cư vào miền Nam lập nghiệp. Vốn là chủ một ban nhạc khá nổi tiếng tại địa phương, ông đã thôi thúc và bồi dưỡng tình yêu của Hồng Ngọc đối với nghề ca sĩ. Ngay từ những ngày còn nhỏ, cả Hồng Ngọc và em trai của mình là ca sĩ Khang Việt đã được gia đình tạo điều kiện cho tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, dù hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn. Sự nghiệp phát triển vững chắc. Khi đã trưởng thành, Hồng Ngọc từng dự thi tại những đấu trường âm nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ, như cuộc thi tiếng hát truyền hình vào năm 96-97 và giành được giải tư và giải ba. Mặc dù có giọng hát ấn tượng với lối nhả chữ điêu luyện và chất giọng khàn đặc trưng, thế nhưng Hồng Ngọc vẫn chưa để lại được quá nhiều dấu ấn trong lòng khán giả trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Sự nghiệp của ca sĩ Hồng Ngọc bắt đầu vụt sáng vào năm 2000 khi cô lần đầu tiên thể hiện ca khúc Mắt Này Cha 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 do nhạc sĩ Sĩ Luân sáng tác. Ca từ vui nhộn, tiết tấu nhanh và hấp dẫn cùng giọng hát nội lực đã làm cho Hồng Ngọc chiếm được tình cảm của khán giả. Người ta nói rằng Hồng Ngọc là ca sĩ thành công đến từ một bài hit, nhưng ít ai biết được để có sự thành công đó, cô ca sĩ có chất giọng khàn đã phải tôi luyện rèn giũa ngay từ khi còn nhỏ. Thành công nối tiếp thành công, Hồng Ngọc tiếp tục song ca cùng với ông Hoàng Nhật Việt, Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai tạo nên hàng loạt những sản phẩm âm nhạc đình đám được công chúng đón nhận nồng nhiệt như Vùng Trời Bình Yên, Như Đã Dấu Yêu, Đường Xa Ước Mưa. Chặng đường hình thành phong cách nghệ thuật của ca sĩ Hồng Ngọc có khá nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như ban đầu, sự nghiệp ca sĩ Hồng Ngọc mang đến cho khán giả một phong cách trẻ trung năng động, thậm chí hơi hầm hố và có chút tinh nghịch, thì càng về sau Hồng Ngọc lại càng trở nên đằm thắm, dịu dàng và lãng mạn. Điều đó không chỉ thể hiện qua cách chọn bài hát, cách xử lý bài hát mà còn nằm ở vẻ bề ngoài, đúng chất một người đàn bà từng trải. Cuộc sống đời tư. Ca sĩ Hồng Ngọc kết hôn lần đầu với nhạc sĩ Minh Nhiên vào năm 2002, thế nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài quá lâu. Cặp đôi nổi tiếng nhanh chóng chia tay trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Nhiều người bảo chị có tố chất nam giới khi xuất hiện với chằng chịt da xích và những bông tóc được tết kỳ công nửa ngày trời. Chị thích đánh bóng mặt đường cả ngày, thích quậy phá, thích đi bar, uống rượu và nhảy nhót liên tục mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Chị thường ăn mặc hầm hố với vẻ mặt rất ngầu. Khi thằng con trai Hồng Ngọc yêu và cưới nhạc sĩ Minh Nhiên, một người cũng có cá tính rất mạnh, nhiều người thở dài. Rồi cuộc hôn nhân của hai kẻ không cùng suy nghĩ ấy đi đến một kết cục buồn, với nhiều nước mắt nhưng không để lại cảm giác quá nặng nề. Cả hai quan niệm, chia tay để cả hai tìm được hạnh phúc riêng thì đó là vì nhau. Hồng Ngọc sang Mỹ lưu diễn vài ngày, đó là công việc như bất kỳ nghệ sĩ nào khác, và chị không hề mang trong mình một ảo tưởng gì. Đó giống như là cách để chị chạy trốn khỏi thực tại và vượt qua nỗi đau. Ca sĩ Mắt Này chấp nhận bắt đầu lại như một ca sĩ vô danh trên đất Mỹ. Khi ấy chị chưa thật sự được biết đến nhiều tại hải ngoại. Chị được giới thiệu như một gương mặt mới, một giọng hát lạ đến từ Việt Nam. Chị nhận được rất nhiều lời mời của các trung tâm tại hải ngoại, nhưng chị lại chọn con đường của một ca sĩ tự do. Trong lúc buồn nhất thì chị gặp anh, như một sự đưa đẩy của duyên số. Chị chia sẻ, tình yêu đến với tôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Trước đây, nhiều người muốn làm quen, săn đón tôi, nhưng tính tôi không dễ quen dù là nghệ sĩ. Anh chinh phục tôi bởi chính sự quan tâm đến những điều nhỏ nhất. Có những điều tôi chưa nói ra, anh đã biết tôi muốn gì. Chị nghĩ rằng dường như cuộc đời đã được sắp đặt trước để chị đến và gặp người đàn ông này tại nước Mỹ. Chị bảo duyên số là do ông trời sắp đặt, không ai có thể lựa chọn hoặc sắp đặt đường đi nước bước cho mình.
Từ trước đến giờ có những chuyện đến với tôi không tính trước được, còn có những điều tôi tưởng như chắc chắn lại xảy ra hoàn toàn khác. Hồng Ngọc và Thomas Nguyễn, tên thường gọi là Tâm, nên vợ nên chồng. Cuộc hôn nhân mới đã giữ chân chị lâu hơn dự kiến. Khi anh chị kết hôn, lúc đó anh Tâm đang làm chủ một quán bar. Đó là nơi hàng đêm Hồng Ngọc có thể gặp gỡ những khán giả của mình. Công việc làm ăn của hai vợ chồng thu được nhiều lợi nhuận, nhưng lại quá cực nhọc. Anh chị quyết định nhượng lại quán bar để dồn công việc vào một mối, đó là công việc ca hát của chị. Thời gian còn lại là để dành thời gian cho nhau và cho gia đình. Ông xã Hồng Ngọc vốn đã có kinh nghiệm quản lý ca sĩ từ khi anh chị chưa cưới nhau, nên chị hoàn toàn yên tâm khi để chồng đảm nhận việc này. Anh là một tay quản lý mẫu mực, sắp đặt mọi chuyện từ lịch bay cho đến lịch diễn. Chị chỉ cần cầm micro, bay đến nơi và hát. Hồng Ngọc từng chia sẻ, nếu không có anh, chị không sống nổi ở Mỹ. Hồng Ngọc nói, mình không thể xoay sở một mình. Những ngày đầu qua Mỹ, khi đặt vé ở sân bay, chị thường xuyên phải gọi điện cho anh để anh trả lời dùm những câu hỏi của nhân viên hải quan. Và ngay cả bây giờ, khi mọi thứ đã quen, chị vẫn phải dựa vào anh rất nhiều trong công việc. Chị là người dễ tính, dễ thích nghi với những thay đổi của cuộc sống và cũng rất dễ dàng để hòa nhập. Nhất là nơi đó, chị có một gia đình nhỏ và có một người chồng hết sức yêu thương chiều vợ. Khi tôi sinh con, tự tay anh làm tất cả mọi việc. Thay tã, pha sữa cho con, đưa con ngủ. Giây phút tôi nhìn thấy anh, tay cầm chai sữa của con ngủ thiếp đi, tôi đã cầu xin mãi mãi như thế này. Hồng Ngọc chia sẻ, sau khi chia tay một thời gian dài, cô quen biết và quyết định kết hôn với người chồng thứ hai, đó là Thomas Nguyễn. Cuộc hôn nhân với chàng Việt Kiều đã khiến cho Hồng Ngọc quyết định sang Mỹ định cư, lùi xa ánh hào quang của sân khấu trong nước, trở thành một người phụ nữ toàn tâm toàn ý dành cho gia đình. Dù ở Mỹ, nhưng đôi lúc ca sĩ Hồng Ngọc vẫn xuất hiện trên sân khấu hải ngoại. Khán giả lại được đắm chìm trong giọng hát ấn tượng và đầy nội lực của cô ca sĩ nổi tiếng này. Hiện nay, tổ ấm của nữ ca sĩ đã có thêm 3 thành viên nhí. Ba mẹ ba con thường xuyên chia sẻ cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên gia đình lên tài khoản cá nhân. Cô cũng có một tình bạn kéo dài hơn 20 năm với những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm. Có thể nói thời gian hoạt động của Hồng Ngọc tại thị trường âm nhạc Việt Nam không nhiều, nhưng cô ca sĩ tài năng đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc bằng những tác phẩm âm nhạc chất lượng cùng khả năng nghệ thuật bẩm sinh.